lần cập nhật là qua qua cái tết này nè, tức là hiện giờ mình đang qua có thể là tính ngày thì có thể 95% Đức Thầy sẽ xuất hiện khi sẽ về Việt Nam. Đó là mình vừa mới nói cách đây không lâu thì, nhưng mà trước khi tới đó đó là nước mình thiếu thuốc men, thiếu gạo, thiếu thuốc, nên anh giờ phải chuẩn bị. Tại vì khổ thì mà khổ không, hiện giờ là coi như Việt Nam giờ đang nặng xuống tới dưới đáy rồi, là nó sẽ trồi lên. Thầy sẽ bẩn giờ đang là vậy, mình biết là vậy. Giống như cái bài gì ta đi hỏi mình rồi, dội lời quá không. Giống như 500 năm về trước, Đức Thầy ổng có nói cái bài thơ nè. Đức Thầy tức là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn á, một người luôn á. Ít nữa Thầy là một người à, xưa giờ có một người à. Giống như đóng phim vậy á, Superman thì tập 1 với tập 10 là cũng một người đóng thôi. Bay rồi cũng dễ thôi, võ công rồi cũng người, cái người khác đâu có khiếu mà tiên tri. Thì ngày xưa Đức Thầy nói có câu là bình trúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất dòng. Thế nghĩa là thể mà có bốn cái tên mà bác Trần Đại Quang, bác Nguyễn Bú Trọng, bằng rồng trắng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân với bác Nguyễn Xuân Phúc mà có hiện diện lên chức cao nhất của nước Việt, thì lúc đó nước Việt sẽ diệt vong. Thì cái bài sấm cơ hôm nay nó ứng luôn á. Buồn cho bác Phúc mấy ngày về nhà ấm bóp cho vợ. Hồi bữa ca mấy cái bạn mặc cái này, này của cô Kỷ tặng anh. Trước khi cô Kỷ bị thành bóng á, bóng có nghĩa là lai bên kia phải không, nửa là xưa lai bên đây phải không, thì bao thơ nặng lai bên kia. Thì mình đeo này cái số bệnh không có hiểu, chứ nói sao anh xưa giờ anh nói chuyện đạo và tự nhiên bữa nay anh phản động. Cái gì mà không thích nghe là phản động, nó ngộ vậy đó. Mình nói là thật thì thật, mình là cái đài tin tức của trên trời, nói đâu là chúng đó. Mà vậy mà dám nói mình phản động, như là bà không có phản động nha mấy gì tự nhiên. Hello. Hello. Cái quan trọng á là cái mà cái sợ dây xích khổng lồ bác Hồ yêu dấu của mình á, cột chân chung với Mao Trạch Đông từ năm 1930. Cái sợi dây xích này từ trên nói chỉ có 6 triệu thiên hiền sắp sửa về nước á là mới có khả năng cắt đứt. Còn ngoài ra nếu không, trong 5 năm tới 10 năm nữa nước Việt sẽ bị mất. Tại vì hiện giờ là Chu Cổng nó gửi con ra cái giống con vai của nước Việt rất là đông rồi. Thời gian sau á, nó tuyên bố là giống như kiểu Hoàng Sa đặt thành cái tỉnh là sập. Cho nên ngay lúc này là lúc cuối cùng của một cái xã hội mà thể chế vô thần bao nhiêu năm nay đặt cũng quả địa cầu này. Chỉ có bề trên mới cứu được nước Việt. Thì hôm nay Đức Thầy sẽ xuất hiện. Trăm năm nay mèo kêu má đánh lo sao, đến chừng rồng rắn má đào chỉnh ghế, con ngựa lại đá con dê, bắt chân càng hạ nhiều bời gian lao.
thủy kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Thì là cái bài đó là nói cho toàn thế giới nha, khi nước Việt mình á là sẽ bắt đầu nó sẽ ổn định lại từ từ trước khi cả thế giới ổn định. Cái bài đó là cho nghe cho Trung Đông, cho Thái, cho Mỹ luôn. À, thằng Mỹ này nè, nó sắp sửa giống như Bác Phúc vậy đó, Bác Biden đó cũng sắp sửa. Thì mọi thứ, những cái gì mà không đúng, từ từ những cái ác, những cái mà sai phạm đó, sẽ đi vào ngõ cụt. Thì mấy lên trước thì nói là nước Việt đi vào ngõ cụt như vậy chang. Cái tết nó bởi giờ nó bà đánh luôn vậy đó. Ở thấy là tao bên kia nó chặt mấy cái cây, mấy cây hoa đó, thấy còn nghiệp người chồng. Rồi không có ai, không có chợ búa, không có mua sắm gì hết. Rồi cái tết buồn nhất trong vòng 100 năm nay. Ta lý tỉnh sẽ tiến vô còn năm ta. Ở đâu á, nhân tài đó chứ, ở đây toàn là mùa em không. Tôi muốn dời cái lô về hướng khác á, tại sao muốn đứng với chỗ. Dạ, ok, sao nãy giờ không nói. Dạ, con tốt giống. Hello. Để hả? Đà có nghĩa là thấy được nó. Không đi trí được thì thấy sai nó. Đà con cả đi thấy cả đó. Nghe cũng má ẩm nè, mình đang ngoài xanh nè. Tôi quay con quay mình giống mày. Cái này live stream thì đây nó cũng có đông. Quay đây lâu lâu thổi cái này nữa. Cái này ngoài trời cho nên nhiều khi nó không có nhiên. Đó là tin tức năm nay đó là tin vui á. Cộng thêm cái tin vui nữa mà nhờ nhận được, đó là cái ngũ hành, cái âm dương nó ổn định rồi. Bắt đầu từ bữa nay trái đất của mình sẽ không có bị xáo trộn bởi thời tiết nữa. À, cũng như nắng mưa hay là xưa giờ 50 năm nay thì bắt đầu cũng có chuyện gió hòa lại. Bắt đầu từ bữa nay bao nhiêu những người hưu á, người quốc tế sẽ tốn tiền hay là Mỹ tốn tiền không bằng mình hỏi câu. Cái mình phải hỏi mấy gì giờ mình đố luôn, ai mà nói trúng á nó được thưởng $300 300 đố quý vị chứ. Trung Cộng từ lúc mà thể của Đức, dĩ nhiên mình biết là của Hán rồi đó, của nó rồi đúng không? Nó chết bao nhiêu người? Cho cộng trừ 100.000 á, hay cho cộng trừ 1.000.000 á, nó chết bao nhiêu người? Nó lấy $300 mà, rồi tiền đâu mà? Nó không có đem bóp vô cộng. 300.000 người. Hả? 300.000 người. Đô, mấy triệu quá. Đây đây $300, ai trúng, ai nói trúng thì mình thưởng 300 đó. Giờ tập, giờ ok rồi, không nói nhiều. 6.273 rồi, cái đó là thế giới hiện bây giờ con số officially. Nhưng thế giới xa, mình nói riêng Trung Cộng thôi. Có ai nói nữa? Rồi, chị đang nhiều. Sai. Mất căng luôn. Rồi, 5 triệu sai luôn. 2 triệu. 4 triệu sai luôn. 1 triệu. 100 triệu. Cái thằng đó thằng bậy đó lên. 10 triệu. Sai luôn rồi. 3 triệu rưỡi. Sai luôn. 3 triệu. Rồi, nói nhiều. 20 triệu. 2 triệu ngàn người. 20 triệu. Ôi thằng nãy hay ra, ôi bữa không nghe rồi đừng nói. Này nó trúng qua nữ mỗi càng nè. Đây là đây. Đây, cái này nói là Trung Cộng á,
nó chết trên 20 triệu. Nhưng mà chưa có tính đợt này. Mà nó giấu, mà trên online nó chỉ có vô là vài trăm nghìn người đúng không? Cái thật sự là nó chết trên 20 triệu. Thế giới bây giờ chết 7 triệu. Cái này tổng cộng thế giới với trung cộng của mình nó là trên 20. Thì có nghĩa là tầm 30 triệu người chết thôi nó trúng thực. 20 triệu, khoảng 20 triệu trên. Internet yếu. Không nhận này đâu, phải chúng mã. Bởi cái này là mà, này của Phương, cái này nhập Phương. Thì chúng cộng 20 triệu. Tức là sẽ nó hơn một mình bạn hơn thế giới khoảng 3-4 lần. Cái livestream nó đang bị mờ sư phụ. Cái livestream nó bị mờ. Cho nên giờ con cứ quay cái này đi, cái này mới là chính sao này mình update lên. Kế tiếp mình đọc bài thơ coi, bài thơ cái thật cơ nghĩa lúc này lại tắt, đã có đọc gì nhiều, những lại cứ tính cái này đâu có được nhiều. Nhưng mà đọc bài, mình lựa bài nào nó hợp với cái nghĩa lúc mình á. Giờ mình trước tiên mình nói sơ sơ về năm thứ. Bệnh tật trên tế, đói khổ, thiên tai, chiến tranh. Bệnh tật là mình vừa mới nói rồi, là trung cộng 20 triệu cái con Covid này sẽ đi nha. Việt Nam thì biết là đang sẽ chết đói, thì nhà 14 tỉnh đang xin gạo của chính phủ. Thì cái đó là bữa mình đã nói rồi. Ai lo trước thì lo. Kinh tế Việt Nam sẽ không có gì hết, sẽ đi vào ngõ cụt. Đói khổ. Thế giới sẽ đói khổ cho mà đi riêng Việt Nam. Thiên tai thì nãy nói rồi. Mưa bụi gió hòa. Thế là sao cái tết này á, ngũ hành với âm dương nó không còn xáo trộn nữa thì đâu nó trật tự lại đó. Rồi chiến tranh thì Nga nó thua nhưng mà nó mặt mũi á, nó sẽ đánh, nó sẽ đánh đến khi mà Biển Đông cả thế giới này á nó sẽ đi vào cái sự ổn định, thì từ đó nó sẽ ổn định một lần. Nghĩa là cái cơ vận á nó phải đi đồng bộ từ ở bên Á Châu tới Âu Châu chứ không phải thời đại nó gì đó, cơ trời mà. Còn chỉ có mấy ngày giống như Biden sẽ nghĩ đến nửa đường, chỉ đó là thường nói. Mà mấy chị cuối cùng rồi á, không biết là trên có cứu ổn hay không. Chứ là thấy bây giờ á, là cả dân chủ đảng Cộng hòa đều muốn ổn xuống á. Chỉ có một cái là ai sẽ thay thế. Người phụ nữ mà lên thay thế là quân đội sẽ nổi loạn. Đó là cái chuyện của Mỹ. Cái thế giới bây giờ đang quay cuồng, chúng ta cũng đang chống mặt đó. Ai cũng vậy. Mình nói đây vui được là đỡ hơn biết bao nhiêu người. Ở Việt Nam người ta đâu có được như mình đâu. Dễ gì mà mặc áo đẹp cầu quả lúc nào lại đẹp quay được nữa. Ở Việt Nam thì đang giàu cũng chết. Ở Mỹ này giàu sao á, mình cũng đỡ hơn và rất là nhiều. Nó giống mệt. À, cái bài này là bên chút vô minh quan tự diệt chậm ngăn bạc cước sản tắc dân, tức là sản là cộng sản mà nó trúng bốn cái tên công nhận. Mình phải bái phục đức thầy, tức là ngày cận trình 500 năm mà nói đâu chúng ta, mà cơ vận này là đi hàng nghìn năm tới 500 năm rồi. Long chỉ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh, mã đời dương nước anh hùng tận, thân dậu niên lai yến thái bình. Long chỉ là hết năm mèo tới năm rồng đúng không? Và bắt đầu cái này là cái cơ này ngày đang trời nó nói là thế giới, nhưng mà nước Việt mình thì là bắt đầu nó không có liên quan với chiến tranh của Biển Đông mà nước Việt thay đổi. Tại mấy vị cánh
bây giờ tắt nước bị marine để lo nước bị tại giờ bị già rồi đó. Nếu mà mọi người chờ ơi giới thôi đâu còn sức đâu làm gì nữa, đức thầy cũng già rồi, đây cao mấy tuổi rồi, bây giờ mình mới tắt ra, nghĩa là mình riêng rồi. Bên ngoài mình thấy Việt Nam bị nó xì là vì cái thể chế, nhưng mà bên trong á là đã không có, đó là ở bên trong có một mình không nói cao nhưng mà nó đã không không có chung gì nữa. Vụ mấy cái của ông Biden á đúng là ai mà không tin tâm linh như kiểu mình á mà giờ cũng phải tin nghiệp ha. Y chang làm gì mà giờ y chang nó xảy ra những chuyện không có khác gì hết. Mỹ thâu lợi phẩm nó nơi con bằng kiềm nhì bản diễn không gian. Thì chuẩn bị đặt câu hỏi gì quan trọng người đặt lên mình đọc cái bài sắm sơ sơ cũng nghe tết nó vui. Bữa nay là cái clip này là vui nhiều hơn buồn. Bởi vì mấy vị cho mình biết cái kết quả số số rồi. Thời cơ chuyển biến khắp nơi. Thì cái này mình đã đọc lâu rồi, nhưng mà cái những người người ta mới viết cái kênh này thì họ không có chờ để vô đủ thì đâu mình đọc lại, nhưng nó ứng nhận hồi nãy thôi. Cái gì nào nghe rồi nghe thêm cũng không sao, nghe hoài cũng chẳng bao giờ thuộc lòng cũng cần phải nghe lại đúng không? Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ba ngu nói tiếng tan đời lũ ôn. Mình nói mình giải thích nha, ba ngu là từ năm 2000 tới giờ trời Âu quỷ đỏ cáo chung, nghĩa là ở bên Âu Châu á nghe là quỷ đỏ đúng không, cũng phát cáo chung. Cái này cơ bản hàng nghìn năm mà sao giờ kiểu nào á cũng nghe chấp chữ đó không. Chỉ mình phải những cái người mà năm loại mà mình nói mình hỗ trợ được đó, trong đó có đám kiến cảnh con chỉ với phật tử với con chiên á. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam tạp vũ buồn phong đổ vào. Phe này bọn khỉ lao đao, khỉ là mấy đại ca mở đó. Hết thời ba bóng núp vào đảng kia đảng kia đảng cộng sản. Hết thời phải núp vô cộng sản tu tập. Từ ngày nào hay ngày đó bán nước bán dân bán hưng bán gì cũng bán hết. Hết thời gian bóng nước vào đảng khi phen này những kẻ si mê bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ mai đây nó lại dần thơ nhắc cho cạn nhén cạn lời bình thương. Tức là một đêm mà thức dậy á là nước Việt Nam thay đổi bừng khi tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Bây giờ có những người như miền Nam ta đi nó tổ chức họ trả tết không cho để mà thấy cái này là không cho, cứ nghe là tấn công tấn vào cái Mỹ luôn không, nó gọi là cờ tàn mà lại nó đưa cái xe là gì. Yeah.
thuyền nguyễn sứ họ trôi tìm về. Cái câu này các thuyền nguyễn sứ họ trôi tìm về là 6 triệu thuyền nguyễn các bạn của chúng ta ngồi đây là sẽ đắp sửa đi về á. Nhất là mấy người hát o người lính già sao luôn á, người lính già sao luôn là phải chuẩn bị sức khỏe không à, phải đi về. Tại vì cờ vàng cờ đỏ anh nữa bỏ vàng nữa ba sọc ngân hàng lại treo đắp nước cái này ở trên nó vậy á, cho nên mình cũng phải gán đeo. Ai chửi mình phản động tôi không có phản động, tôi là yêu nước, tôi là nói hàng không biết chính trị nhưng mà mấy vụ tiêu á thì cái lá cờ này á trong lúc mà nổi loạn á thì nó mới làm cả thế giới yêu mẫu được quốc tế mới mới gì chờ thì mình mới tách ra khỏi cái sợi xích được. Đó là mấy vị thường nói vậy, cái này cũng đâu có phải giống như Ngô Kỷ gì là mấy ông nội mà cố tình chữa chữa gì cho mọi chuyện mà nó có chữa thành ca không à. Mẹ Việt Nam ơi mình nói chữa giả đảo gì mệt à. Nghe nghe nhạc thích hơn cố tình. Cũng buồn với gió, đò đôi với người, mai đây đó lại xuân vui. Cái xuân này thì nghĩa đang buồn, nhưng mà trong cái buồn á, nó cũng có cái vui trong đó. Cái nghe cái mầm máu khác là giống như tẩy trần vậy đó, cũng như mấy càng bị núi lở và mưa nhiều. Thì trong đó bây giờ thấy cái núi vợ xanh đẹp cực kỳ đúng không? À, bây giờ lên Thiên Long Sơn, nó xanh lè, là cỏ nó lên, thì ở nước Việt cũng vậy. Khổ nhưng mà trong cái mầm mống là đang sướng và xuân vui, nghĩa là cái clip này những người Việt Nam mà đang buồn á thì cứ nên vui, tại vì trong năm nay á về cái góc cạnh chuyện nha, tại vì đức thầy vừa mới nói chuyện cách đây 2 ngày thì ông chuẩn bị và coi chừng nguy hiểm, tại vì ta xuất hiện con sẽ về, đức thầy đó á tự nhiên ông đổi sức ngày hôm quá không. Thì mình mới nói rồi ở trên mấy vị khác cũng vậy, cũng có nói là sẽ thay đổi là tự nhiên cái bài sắp cơ nãy đó mấy vị nói á, thể mà đúng 4 người mà mất không cái đó rồi thì là thầy nhiệt dâm. Các thuyền diễn xứ nổi trôi tìm về, mai đây rủ sạch cu mê hết kỳ pháp nạn gia thuê trùng hùng, giữ cho hiếu đạo thủy chung giảng thù tiếp bạn chân lòng nở hoa tò sen tỏ ánh phật bà có ta dưới bề chiếu xa độ trì chiếm hiền tỏ cánh bay đi hợp đoàn tìm ánh từ bi quay vật à, chiếm hiền nào họ từ bi không ngồi đây quay vòng nữa họ đoàn tiền ánh từ bi quay vòng tiền ánh tức là tiền cha tiền mẹ nhân tài xuất hiện thất cùng đó nhân tài minh quân tỏ rạng vua chung nước nhà thiên cơ có lầu quá xa diễn tâm tinh tự lời tha bàn truyền. Thì đã cái bài này từ chữ từ ra là đúng hết ngay cái thời điểm mình. Chiêm hiền nó chuẩn bị đi về. Đọc xuống cái hai tình vui. Tình vui thứ nhất là khí hậu ổn định lại. Tình vui thứ hai thầy xuất hiện. Thì sắp sửa lên đường. Nên bữa nay mình còn vui được chỗ này bao lâu mình cũng vui. Ok, đại khái là mấy tin tức. Bây giờ mình nói chuyện của mình ở đây thì mấy ngày Tết ở đây cái việc đi thao này á nó cũng là của đám khổ tả, tức là đám rửa tiền thì cần mua cái này đó. Thì mình mua một cái khu nó mà giống như mình mua nguyên cái lầu luôn. Và hai bên đây con quay hai bên là bên này thì ở trong á thì hơi chặt nên làm ngoài cho vui một chút á. Mời mấy người lên đây ra bài tặng cho
Tết mà đâu có nói chuyện chính trị chứ em gì. Là nói mình Tết cũng lo vui rồi lo hạ thận nữa. Lời thiệt cứ là hạ thận mà á. Thấy người ta không biết nghe là cứ cho là hạ thận. Thấy là tức cười vậy đó. Thấy nói bác là thành Phật đó là không hạ thận. Mà trung thành đó. Còn mà thấy nói bác là ở dưới địa ngục và thiêu bác đó là phản động. Chỉ đời lúc là mình là con của thiên thượng, không có biết nói láo theo quý vị. Nghĩ đâu nói đó, lời thật lời thiệt nói thẳng. Bữa nay mấy đệ tử làm này đẹp quá. Rồi anh hỏi gì hỏi đi. Đứng đây mỗi cái đường quá, không có suy nghĩ kìa. Nó mấy cái bàn trọng cho lôi em đứng cho mọi người. Chuyển qua Mỹ, chuyển qua khu này, chuyển miền Nam, Cali, chuyển qua mấy chục tỷ. Đó là như thế.
nhưng mà trên nó cũng không có để cho 100 triệu dân mà chết chung, không có để. Thì đến đường cùng ngày hôm nay, một cái Tết điều hưu thảm sầu nhất trong lịch sử nước Việt, và ở một cái thế mà còn thế giới đang đi vào ngõ cụt, những án vào ngõ cụt, ai đến sẽ tìm được từ ở bên Âu Châu sang Á Châu. Thì nước Việt thay đổi trước đó cơ bản đi hàng nghìn năm không có sai, chỉ có những người á lì lợm lúc đầu họ cứ coi chuyện là chuyện, họ có nghĩ chuyện là người khác, rồi họ cứ lo họ bị mát họ chửi, nhưng mà cứ chửi đi, chửi thì nhiều rồi nghĩ xin thì nhiều, xin nhiều á thì mình xin nhiều mình cũng bị tổ quốc nha, bị cha la hoài, con á có ngày cứ đi mời bỏ cái gì mời cứ cửa rộng nhãn rộng thanh mát rộng của lời thằng An kia đó là con gì đó con bùi vàng phải không, rồi lỗ đi lần tròn đúng không, rồi Kim Nhung sao chết không, Kim Nhung là bùi vàng phải không, Chí Tài sao chết, ồ tại Chí Tài nó có cái thành khác mới, nó đã đầu thai rồi, 20 năm sau nó sẽ thành một Chí Tài mới cho một cái xã hội rồi Việt Nam hòa bình lại, cũng như yếu vậy. Cho nên bây giờ mình quên 18 năm sau cái nào yếu yếu là nó á. À nó cứ thế mà làm cái con người mình nó sẽ rất là vô thường, chết đầu thai là chết, y như kiểu gì vậy đó. Cho nên không có gì đừng sợ chết. 12 cái luật mà quốc gia đặt ra đó, thứ nhất là không có sợ nghèo. Cái giàu á, đặc tỷ như những cái nhà tài chính của Việt Nam này mấy ông có thân thiết xanh sao không, có cha. Còn khổ hơn là mấy bác ô ở đây ăn tiền của chính phủ về hôn nữa. Để mình giải thích, lúc mà mua được cái chiếc á, là tổ cỡ mấy chục tỷ và mấy trăm cây vàng đúng không? Rồi á, là đã khổ rồi, giác hết tiền rồi, khi được cái chiếc thì phải đem hối lộ, hối lộ cũng phải dùng đỏ mánh môn quá không, là hai cái khổ. Rồi bắt đầu vừa 4 năm chưa kịp mà lấy dấu về nữa là bị vô họ, là khổ tiếp, là bị lấy tài sản khổ tiếp. Cho nên mình đừng có nghĩ là mấy ổng sướng hơn mình, nó khổ mình nhiều lắm. Và cái mà mình tội nghiệp nhất á là mấy ổng không có biết, không có biết một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là mình phải đi về bờ trời để mình thoát cái luân hồi sinh tử, mình thoát đi cái kiếp nạn khổ này. Mà cái đó ai bao nhiêu người xuống thế gian kỳ này, bao nhiêu người hiểu được, đâu có bao nhiêu người hiểu được, thì họ bị cái đó làm mình nặng nhất. Mình á bây giờ mình biết có cha có mẹ có thượng đế, và đồng thời á rõ ràng nè Phật thánh đi mấy nghìn người đầu thai xuống nước Việt, trong đó có Kiệt. Chỉ còn người định định lên trên mạng nói rồi thương tột cơ ra bốn trăm bài ớt, ai là Phật Di Lạc thì mình chưa biết, những lời ớt ai là Minh Dương những là bài ớt đúng không, rồi ai là vua những là không bài ớt, còn ai là chớ lắm hại sanh chi thì phải để vua Kiệt Tổ Quy cũng những là không bài ớt. Nhưng mà ở cái khía cạnh của Kiệt nhìn thấy ấy, là chữ Di Lạc giải thích một cách là một cuộc sống an lạc trường cũ thích thay cũng là Di Lạc, Kiệt cũng là hậu thế của Di Lạc, thích thay số một kỳ số hai mình không biết, cái này là ở cái cạnh mình đón thôi chứ cái đó đâu phải là tên của Phật Di Lạc, thì biết chắc là như vậy. Nhưng mà mọi chuyện á là phải chờ chờ cái bộ ngày nói rồi ngày mới phát triển cái tay mấy ngày á, nên mình mới có thấy tôi vui vậy. Bữa giờ cửa không nóng nhiều, bữa nay nghe nóng. Dù mà bữa ông trong đây nó chửi đập á, cô kêu là giải thích đi, tên của ông thì còn giải thích. Bữa nay nghe mở nhìn lại cái cụ gì đây, ông nói đi sắp sửa. Khi bạn nó sắp sửa, nước Việt Nam mà cùng được á. Trước tiên mà lọt vào cái cảnh đấu như năm 1942 rồi dịch mãn á, thì là Phật Thánh Tiên xuất hiện thôi. Còn nếu không xuất hiện nó dân chết nhiều quá thì chúng tôi làm khắp kiếp dê ra nhà sao đâu có được.
khổ thì cũng phải khổ, nhưng mà không có để cho nhiều cây hạnh hồi xưa. Nghiệp cũng đã giảm nhiều rồi, làm con dâu xứ đài cũng quá trời, làm cá ông lạnh mấy đứa cũng quá dữ rồi. Rồi mai kiếm du học qua Mỹ thì toàn là đi làm nghề gì đâu không? Đâu có phải nghề nào gì đâu. Tại sao Thượng Đế lại chọn nước Việt? Tại sao cha cho kiện đầu thai dòng nước Việt? Thì phải đặt cái con ở lớn, nó có cái đặc biệt đó. Hồi xưa sao thì cầu thai với nước Tàu, hôm nay cầu thai với nước Việt. Là từ gì nước Việt có cái nước cánh. Sau này nước cánh là hàng mấy chục năm nay á, quý vị ở trên á, dạng gì đó là nước cánh là chỗ cho con đóng rô trong thời gian sau này. Thiên Long Sơn là thẳng mở. Thì bây giờ mình chưa có gì trên nước cánh hết, mình chỉ thấy tàn là một cái đám mà làm ăn thương mại. Thì lúc đó chỗ lên thiên á, mà bán chợ ở dưới trên núi cánh, rồi nó làm đủ trò đó hết, đâu có tâm linh gì đâu. Mà đã chữ là nói là núi cánh, tức là cắt ông trời lên. Mà bây giờ trời nó buôn đất, nó bán đất, thì nó buôn bán những cái đồ không cần, không thể bán. Thì đất là linh thiên thánh địa. Mà tại sao hôm nay dân ở An Giang lại làm như vậy? Đó là gì trong cảnh đó, sau lưng nó âm thầm lên suốt để phá đi cái lòng mạnh của mình đó. Cả mình đã mất chủ quyền thì những gì mình làm các bạn thì phải là lợi dụng chính quyền. Mà chính quyền á thì phải nghe là rất rất từ lệnh ở bên Bắc Kinh thôi. Nước nghe hỏi xếp đi. Hello, thầy Kiệt đây. Lấy mai đồ hỏi. Thầy về Việt Nam trước lấy mai đồ hỏi.